Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục là những video nhận định kèo bóng trước trận đấu. Video này thì mình sẽ nhận định trận đấu diễn ra giữa câu lạc bộ Everton và câu lạc bộ Chelsea. Diễn ra lúc 11 rưỡi ngày 6 tháng 8 2022 theo giờ Việt Nam, 11 rưỡi đêm nha anh em. Trận đấu này sẽ diễn ra tại sân vận động Goodison Park, sân nhà của câu lạc bộ Everton. Kèo chính của chúng ta trong trận đấu này đó là Chelsea được đánh giá là kèo trên với tỷ lệ chấp 0.75, kèo tài xỉu đó là 2.5. Kèo nâng lên hạ xuống tùy tình hình biến động của trận đấu. Trước khi đi vào nhận định, anh em hãy cho mình một like, một subscribe và bấm nút chuông theo dõi kênh để đón chờ những video nhận định kế tiếp của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, ngày hôm nay thì Everton và Chelsea sẽ đụng độ nhau vào một khung giờ khá là đẹp, không phải là cái khung giờ 21 giờ mà trùng với rất là nhiều các trận đấu khác. Thì riêng Everton và Chelsea để đá lệch giờ. Với các trận đấu còn lại thì chúng ta có cơ hội xem cái trận đấu này diễn ra tại sân nhà của Everton. Và ngày hôm nay thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard sẽ đụng độ với thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel. Nhưng chúng ta đã biết Frank Lampard là cầu thủ đã từng khoác áo câu lạc bộ Chelsea và là cầu thủ gọi là chơi hay nhất nhì Chelsea thời những cái năm 2008 cho đến 2011. Và chúng ta cũng biết rằng huấn luyện viên Frank Lampard đã từng dẫn dắt câu lạc bộ Chelsea năm 2018, anh em 2019, tháng mùng 4 tháng 7 2019 thì Frank Lampard chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Chelsea với bản hợp đồng 3 năm. Và sau đó thì huấn luyện viên Frank Lampard mới đến Everton vào đầu năm nay 31 tháng 1 năm 2022. Và ngày hôm nay thì Lampard có cơ hội gọi là quay trở lại dẫn dắt các học trò mới để đối đầu với câu lạc bộ cũ của mình, vừa khoác áo vừa là huấn luyện viên luôn. Còn Thomas Tuchel thì một huấn luyện viên người Đức, ông đã từng dẫn dắt câu lạc bộ Borussia Dortmund, câu lạc bộ Paris Saint-Germain 2018, sau đó mới nhường cho Antonio Conte rồi mới đến Chelsea. Đó, nhớ mang máng thì còn không có nhớ ngày. Và đây một trận đấu có thể nói là cực kỳ hay khi mà Chelsea đang có một cái phong độ khá là buồn mùa giải thi đấu, những trận đấu vừa qua ở Florida Cup cũng như là giao hữu. Chúng ta nhìn sơ một chút về thành tích của Everton trong 6 trận đấu gần đây, họ có 3 thắng và 3 thua, nhưng mà đặc biệt là 2 trận đấu gần đây thì lại có chiến thắng. Chelsea thì phong độ tốt hơn một chút khi chỉ có 2 thua, có 1 hòa và có 3 thắng. Thành tích đối đầu trước đó của cả hai đội tuyển thì trận đấu gần nhất Everton đánh bại 1-0 Chelsea ở đấu trường ngoại hạng Anh ngày 1 tháng 5 2022. Và trước đó khoảng cuối năm ngoái thì hai đội cầm hòa nhau tỷ số 1 đều. Thực sự là Blue chơi thời gian gần đây khá là buồn. Đây chúng ta có thể thấy này, Chelsea họ đá, đặc biệt là trận đấu với Arsenal ở Mỹ ngày 24 tháng 7 vừa qua thua tới 4-0. Cũng không hiểu tại sao Chelsea thua tới mức độ đó khi mà được đánh giá là kèo trên trong trận đấu này, trong khi cũng tung ra đội hình hạng A rồi. Trước đó thì cũng chỉ gọi là đánh bại để thua Charlotte của Mỹ cũng trên chấm phạt đền, cầm hòa nhau tỷ số 1 đều, và cũng chỉ đánh bại Udinese của Ý đánh bại 3-1 thôi, và chỉ có một trận đấu giao hữu, còn trước đó là đá ở Florida Cup. Khá là buồn khi Chelsea để thua những cái trận đấu không thể ngờ. Còn Everton mấy trận đấu gần đây thì cũng đã giao hữu khá nhiều, để thua Arsenal 2-0 hôm vừa rồi, ngày trước đó cách đó có một tháng thì cũng để thua 5-1. Và thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard khá là đáng tiếc khi mà để thua Minnesota của Mỹ với tỷ số 4-0 khi mà chuyến công du đến gọi là đất Mỹ, sau đó cũng quay trở về đá với các đàn em của mình đó là Blackburn và đụng độ với đại diện của Ukraine đó là Dynamo Kiev, chiến thắng 3-0. Và thực sự là hai đội trước khi đến với mùa giải này thì gọi là có cái phong độ khá là lủng củng, không biết là Chelsea có giấu bài hay không, nhưng mà cứ khi nào đá giao hữu thì khá là buồn, nhưng mà vào mùa giải thì bắt đầu mới chiến khá là ác. Đây chúng ta quan sát mùa giải Premier League 2021-2022 đi qua, Chelsea có tấm vé dự đấu trường C1 2022-2023, sau 38 lượt trận có 74 điểm, hiệu số bàn thắng dương 43, 21 chiến thắng, 11 hòa, 6 thua là thành tích mùa giải qua. Họ để thủng lưới tới 43 bàn và chỉ ghi được 33 bàn thôi. Một thành tích có thể nói là khá buồn của Chelsea. Anh em, để thủng lưới gọi là 33 bàn và ghi được 76 bàn ha. Quên
Đó, thành tích này thì Man City, Liverpool, Chelsea và Tottenham sẽ dự đấu trường C1. Còn về phía đội tuyển Everton thì Everton may mắn thay, gọi là xém chút nữa thì rơi vào top 3 rớt hạng khi sau 38 lượt trận thì có 39 điểm, âm 23 bàn thắng. Chỉ gọi là để thủng lưới tới 66 bàn, ghi được 43 bàn và chỉ có chiến thắng 11, hòa 6 và thua tới 21 trận đấu trên tổng số 38 trận đấu. Một thành tích có thể nói là khá buồn của huấn luyện viên Frank Lampard và các học trò của ông. Với cái kèo như thế này thì thực sự là cũng khá là khó bắt. Tuy rằng hai đội là được đánh giá Chelsea là kèo trên, nhưng mà Everton đá ở sân nhà. Thứ hai nữa thì thành tích thi đấu trước đó thì Chelsea cũng không mấy sáng sủa cho lắm, với cái tỷ lệ chấp lên tới 0.75 thì cũng là một con số khá cao. Và thực sự là một cái kèo mà mình đánh giá rằng Everton có khả năng cầm hòa được Chelsea trong trận đấu này, nếu như mà Chelsea cứ cái đà phong độ đá như thế này. Nếu mà cái đá lủng củng như cái trận gặp Arsenal này ấy, thì có vẻ như là sẽ vớ vẩn là thua Everton. Trong khi Everton trận đấu với Dynamo Kiev khá là thăng hoa ngày 30 tháng 7, lúc đó thì Dynamo Kiev đang khá là hừng hực, gọi là thi đấu khá là mãn nhãn luôn, nhưng mà cũng để thua Everton 3-0. Chúng ta nhìn sơ đội hình ra quân của Everton đấy, sử dụng khá nhiều các cầu thủ trẻ, Dele Alli, bản hợp đồng cũ của Tottenham Hotspur. Sang Chelsea nhá, Chelsea thì đám cao nhất vẫn là Timo Werner. Đấy. Nói chung là Chelsea họ chi khá nhiều tiền. Raheem Sterling, bản hợp đồng mới của Chelsea. Mình dự kiến đội hình ra quân của Chelsea nếu mà không có gì thay đổi thì thủ thành bắt chính vẫn là Mendy. Hậu vệ chúng ta có 4 hậu vệ. Đó, đầu tiên phải kể đến đó là Rayson James, đá chính giữa hai hậu vệ đó là Chalobah và Thiago Silva. Đó. Trung vệ thì tập trung khá là ít, chỉ có hai cầu thủ Chelsea lối đá lại không có tập như trung nhiều khu vực trung lộ, chỉ có gọi là những cái tên khả năng đó là Jorginho và thứ hai đó là Gallagher. Jorginho này. Gallagher, Nou Kanté không biết là trận đấu này sẽ được đá ở vị trí nào đây. Bản hợp đồng cũ của Leicester City. Rồi đá cao nhất vẫn là Timo Werner là cắm góc. Rồi ba gọi là trung phong chính khả năng được ra sân đó là Mason Mount. Rồi hai bên thì Raheem Sterling và Kai Havertz sẽ là đá cánh phải. Bản hợp đồng lên tới 68 triệu euro được chuyển nhượng từ câu lạc bộ Bayer 04 Leverkusen. Còn Everton thì không biết chịu. Cái này thì chắc là Chelsea không dễ có chiến thắng trước Everton đá sân khách. Chắc rằng kèo này sẽ có dự kiến kết quả hòa không đều. Đấy là cái nhận định của mình trong trận đấu này nha. Anh em có ý kiến gì để lại bình luận sau video nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.